Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại phòng bầu dục vào ngày 20 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết là ông sẽ gửi yêu cầu ngân sách khẩn cấp tới Quốc hội trong ngày hôm nay nhằm hỗ trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Israel và Ukraine. Ngân sách khẩn cấp dự kiến là khoảng 100 tỷ đô la Mỹ trong năm tới sẽ bao gồm các khoản tiền dành cho Ukraine, Israel, Đài Loan Trung Quốc, viện trợ nhân đạo và cũng như là kiểm soát biên giới để có thể đảm bảo Israel và Ukraine thành công là điều quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã nói như vậy và đồng thời cảnh báo việc bỏ mặc Ukraine hoặc là Israel sẽ làm tăng nguy cơ hỗn loạn toàn cầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden thì cũng tuyên bố các khoản hỗ trợ này giống như là đầu tư thông minh cho tương lai và mang lại lợi ích cho Mỹ qua nhiều thế hệ. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày hôm 20 tháng 10 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra quan điểm trên khi mà tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm Triều Tiên. Tại cuộc thảo luận thì hai bên nhất trí các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm ứng phó tích cực với các vấn đề khu vực và trên toàn cầu. Đồng thời thì ông Laroc cũng chuyển lời chào của Tổng thống Putin tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ngoại trưởng Nga đến thủ đô Bình Nhưỡng vào tối ngày 18 tháng 10 để tham dự các cuộc gặp được coi là chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Triều Tiên nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác với quốc gia Đông Bắc Á. Ngày 29 tháng 10, chính quyền quân sự ở Niger thông báo tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum đã cố gắng chạy trốn thế nhưng không thành công. Ông này thì chưa tuyên bố từ chức và bị giam giữ tại dinh thự cùng với vợ và con trai sau cuộc đảo chính vào ngày 26 tháng 7. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, thì người phát ngôn của quân đội Niger, Đại tá Amato Abramen, cho biết là Tổng thống bị lật đổ cùng với gia đình và thân tín đã cố gắng trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 10. Tuy nhiên, thì nỗ lực này đã thất bại và chính quyền quân sự thì cũng đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Theo đó cho rằng với sự trợ giúp từ bên ngoài thì ông Mohammed Bazoum sẽ được đưa sang Nigeria nếu trốn thoát thành công. Trước đó nhiều quốc gia và tổ chức đã kêu gọi trả tự do cho ông, thế nhưng mà chính quyền quân sự thì vẫn kiên quyết là không thay đổi quyết định. Chính phủ Mỹ ngày 17 tháng 10 công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, trong đó siết chặt hơn nữa việc bán cho Trung Quốc các loại chip trí tuệ nhân tạo AI được thiết kế bởi Nvidia và các công ty Mỹ khác. Động thái này là sự gia tăng nỗ lực của Washington nhằm khiến cho Trung Quốc không thể tiếp cận được với công nghệ tiên tiến của Mỹ. Chính phủ Mỹ ngày 17 tháng 10 công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với lĩnh vực công nghệ. Các quyết định mới có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi công bố sẽ đặt ra hạn chế đối với việc bán nhiều loại chip và thiết bị sản xuất chip hiện đại, trong đó có chip AI, cho nhiều quốc gia gồm Trung Quốc, Iran và Nga. Việc mở rộng phạm vi hạn chế cả về loại chip và quốc gia áp dụng nhằm khắc phục những lỗ hổng của chương trình kiểm soát xuất khẩu chip mà Mỹ công bố vào tháng 10 năm ngoái, trong đó đặc biệt hướng tới Trung Quốc nhằm ngăn nước này phát triển công nghệ cao cũng như công nghệ quốc phòng. Chúng tôi có thể cập nhật mỗi năm một lần việc kiểm soát xuất khẩu chip, mục đích là nhằm giới hạn khả năng của Trung Quốc trong việc tiếp cận các thiết bị bán dẫn tiên tiến, từ đó tạo bước đột phá về trí tuệ nhân tạo và máy tính cấp cao. Theo giới quan sát, các quy định mới của Mỹ nhằm hạn chế việc Nvidia, nhà sản xuất chip có giá trị cao nhất thế giới, bán các loại chip AI tân tiến nhất cho khách hàng Trung Quốc. Trong tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã ra quy định tương tự về vấn đề xuất khẩu sản phẩm công nghệ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, để lách quy định, Nvidia và Intel đã tạo ra những con chip dành riêng cho thị trường nước này, giữ nguyên năng lực điện toán và xử lý những hạn chế tốc độ giao tiếp trong giới hạn mà Mỹ đề ra. Ngoài ra, theo Reuters kể cả khi đã cấm xuất khẩu con chip tiên tiến H800 của Nvidia, sản phẩm này bằng một cách nào đó vẫn có thể mua được từ các nhà cung cấp ở các khu chợ tại thẩm quyến Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng Mỹ nên ngừng chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế thương mại và công nghệ, cũng như ngừng phá vỡ sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đáp trả, Trung Quốc cũng đã hạn chế xuất khẩu hai nguyên tố quan trọng trong sản xuất chip và chất bán dẫn, đó là gallium và germanium. Đây là hai nguyên tố mà Trung Quốc gần như nằm thế độc quyền về sản xuất, khi chiếm lần lượt 68% và 98% sản lượng toàn cầu. Và hai nhà nhập khẩu lớn nhất, không ai khác, đó chính là Mỹ và Hàn Quốc. Mục đích của phía Mỹ rất rõ ràng, kiểm soát chính sách công và chính sách thương mại nhằm bảo đảm Trung Quốc không thể vượt qua Mỹ về công nghệ cũng như quốc phòng. Trung Quốc biết rõ điều đó nên họ cũng thể hiện rằng mình cũng có những quân bài riêng để có thể ăn miếng trả miếng. Điều này càng làm nóng hơn cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước nhiều năm qua. Chuyên gia từ hãng phân tích Moody's nhấn mạnh các hạn chế đầu tư vào công nghệ sẽ làm cản trở sự hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và nguy cơ gây gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đe dọa ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới vốn đang trật vật phục hồi trước các cơn gió ngược. Tiếp theo sẽ là cụm tin vắn đáng chú ý. Nhằm đẩy mạnh sử dụng các phương tiện giao thông xanh, giảm thiểu phát thải, chính phủ Thái Lan yêu cầu các cơ quan nhà nước mua xe điện để thay thế các xe ô tô cũ, xây dựng thêm các trạm sạc trên khắp cả nước và đưa ra các gói bảo hiểm với giá phải chăng cho xe điện trong khi đó bộ giao thông vận tải và bộ tài chính thái lan cũng sẽ phối hợp để đưa ra các biện pháp chuyển đổi toàn bộ phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi và túc túc thành các phương tiện chạy xe điện bộ năng lượng và bộ giao thông vận tải sẽ phối hợp để lắp đặt đầy đủ các trạm sạc xe điện trên khắp cả nước những vụ trộm cắp vật bạo lực đã tăng mạnh tại các cửa hàng bán lẻ trong thời gian gần đây ở anh thủ phạm có thể là những cá nhân đơn lẻ hoặc thuộc các băng đảng tội phạm có tổ chức ở địa phương theo các chủ cửa hàng, chúng che mặt, đội mũ trùm đầu và mang vũ khí như mã tấu, chúng thường nhắm tới những sản phẩm giá trị như rượu, chocolate và thịt. Nhiều cửa hàng ghi nhận thủ phạm là những phụ nữ lấy đồ giấu vào xe đẩy hoặc những người về hưu lấy thịt hộp và cá. Tại Anh, những ai trộm đồ giá trị ít hơn 200 bảng, khoảng dưới 6 triệu đồng, hiếm khi bị truy tố. mới đây liên minh châu âu eu thông báo mở cuộc điều tra đối với mạng xã hội facebook và tiktok để làm rõ các biện pháp mà các mạng xã hội này thực hiện nhằm ngăn chặn nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch liên quan đến cuộc xung đột giữa lực lượng hamas và israel trước đó eu cũng đã thực hiện cuộc điều tra tương tự đối với mạng xã hội x trước đây là twitter từ tháng 8 vừa qua, EU đã triển khai các đạo luật nhằm siết chặt hạn chế cách thức kinh doanh của các công ty công nghệ lớn, cấm các nội dung trực tuyến phạm pháp với mức phạt có thể lên tới 6% doanh thu toàn cầu của công ty. Thưa quý vị, trước hàng loạt cuộc bắn phá không ngừng nghỉ của Israel, người dân giải Gaza phải đối mặt với tình trạng không thức ăn, không nước uống, cũng không điện và thậm chí không thể liên lạc với người thân. Nếu tình trạng này tiếp diễn trong vài ngày nữa, họ có nguy cơ tử vong do mất nước. tất cả các kệ hàng ở khu chợ Khan Yunis đều trống trơn, thế nhưng rất đông người dân vẫn đổ xô đến đây để tích trữ những thứ có thể dùng được. Theo những người bán hàng, do thiếu điện trầm trọng, các nguồn cung cấp thiết yếu như nước, thực phẩm, nhiên liệu, y tế, hàng hóa tại khu chợ Khan Yunis cũng đang cạn kiệt nhanh chóng, chỉ đủ cho trẻ em. Nếu chúng ta tiếp tục sống trong hoàn cảnh này, Gaza sẽ biến thành một ngôi mộ tập thể, như bạn thấy đấy, hàng hóa ở đây không đủ cho vài gia đình cũng theo những thương nhân khác, một số thực phẩm chính như bột mì có giá thành rẻ, giờ cũng không còn trong kho. Còn những loại ngũ cốc khác như đậu tương, đậu lăng và ngô cũng khan hiếm. Chỉ còn một lượng nhỏ lúa mì và lúa mạch loại đắt tiền. Chúng giết hại cả trẻ em và những người vô tội. Các quốc gia trên thế giới cần phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn những tội ác này. Việc cung cấp viện trợ, đây chỉ là thứ yếu. Theo Liên Hợp Quốc, đa số người dân tại giải Gaza hiện phải vật lộn với vỏn vẹn 3 lít nước mỗi ngày, dẫn đến nguy cơ cơ thể bị mất nước do không được cung cấp đủ nước. Khoảng 20 chiếc xe tải chở hàng thiết yếu chưa thể đáp ứng nhu cầu trong giải Gaza. Do vậy, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các tổ chức phi chính phủ cố gắng cung cấp thêm 2.000 chiếc xe tải cùng nhiên liệu trong vài ngày tới.